Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của sinh viên edX. Thì xin tự giới thiệu, mình là Thắng, hiện đang là sinh viên khóa 2 của đại học edX. Mã số sinh viên của mình là CUV020HB21. Thì đến với ngày hôm nay, các bạn nhìn trên màn hình desktop của mình thì biết là cái gì đấy. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu Excel cơ bản. Và hôm nay chúng ta sẽ được về tìm hiểu một vài hàm nữa. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn 3 tab Excel để... Từ từ để mình xóa nốt. Đây, 3 tab Excel chỉ thôi để mình xóa hết đi, mình làm lại dễ. Đây. Đây, xóa hết đi. Mình sẽ tạo 3 tab nhé. Và mỗi tab mình sẽ để cái phông chữ Thumb New Roman đi, bởi vì mình không thích cái phông khác. Thì đầu tiên thì mình sẽ để cột số thứ tự. Và tiếp theo mình sẽ để từ nhóm 1 đến nhóm 20. Để làm gì ạ? Mình sẽ cho các bạn một bảng 20.000 dữ liệu. Và chúng ta sẽ có những cái dữ liệu ngẫu nhiên trong đấy. Rồi chúng ta sẽ đi tìm nó xem nó ở cột nào và dòng nào. Đây, bây giờ mình sẽ cho chạy từ 1 đến 1.000. Để nó nhanh thì các bạn hãy dùng Fill Series, chọn column 1.000. Rồi, nhóm 1. Ở đây thì mình sẽ dùng cái công thức 0 và run the between. Bây giờ một số điện thoại sẽ là có 10 chữ số 0 ở đầu thì nếu mà mình bỏ 0 đi chỉ còn 9 thôi đúng không? 9 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Một số điện thoại, rồi kéo sang bên này, rồi nó cột U nha các bạn, đấy cột U nhá, cho xin mô đen là cột U, Ctrl Shift lên, Ctrl D, rồi vậy là chúng ta có bảng 20.000 dữ liệu. Tiếp theo thì chắc là mình sẽ sao chép tất cả, sao chép sang sheet mới, paste ở dạng value để nó mất đi công thức. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ làm gì? Rồi, ở đây mình sẽ tạo một cái bảng đi. À, số điện thoại. Hàng. Nhóm. Rồi. Chọn 5 số bất kỳ á. Cái nhóm này là gọi là cái cột đấy, nhưng mà mày đã thấy là nhóm mà mình sẽ để nhóm. Lấy 10 số đi. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi tìm hàng và nhóm của nó, nhưng mà Excel không thông minh đến nỗi mà mình đang có cái này rồi nó sẽ tìm ra cho mình, nên là mình phải thực hiện một bước nữa. Đây, mình sẽ thực hiện một bước tìm số thứ tự này, hàng này, nhóm này, số điện thoại này, số thứ tự thì mình sẽ ở đây có 20.000 đúng không, 20.000 ký tự thì mình sẽ cho chạy được 1 đến 20.000. Lại một series column 20.000, check cái 20.000 đúng rồi. Bây giờ hàng sẽ chạy từ 1 đến 1.000 và 20 lần lâu phết rồi. Lại fill, nhưng mà cái này mình phải copy rồi. 1.000.
nhóm thì bây giờ mình có 20 nhóm, tương ứng mỗi nhóm có 1.000 ký tự đúng không? Chắc chắn có nghĩa là nhóm 1 mình sẽ để 1.000 số 1 liên tiếp. Lâu thật. Insert đi. Tạo một cái bảng. Từ 2 đúng không? 1.001. Rồi. Chết rồi, tạo sai bảng rồi. Thôi kệ đi. Đây, bây giờ chúng ta có 1.001. Giờ thì xóa cái bảng này đi. Table convert to range. Yes. Ấn lại số 1. Rồi, nhảy xuống rồi. Bước tiếp theo là một bước nhìn nó rõ hơn. Mình sẽ dùng hàm hit. Cái này bằng 1.000. Nếu mà đúng thì mình sẽ để cái này cộng thêm 1. Còn nếu mà sai thì giữ nguyên cái này. Được chưa? Đấy, 2 kéo thẳng xuống. Đấy, vậy là các bạn có tất cả các số, một số 1.000 lần. Rồi, tiếp theo là số điện thoại. À không. Ừ, đúng rồi, index. Array quay lại nhóm, quay lại từ bên này, bởi vì đây là bảng của mình. F4 để cho nó có giá trị tuyệt đối. Row room. Column room, rồi. Enter. Chạy cái check thử nha. 0921 56921. 0921 56921 đúng rồi. Rồi giờ mình sao chép cái hàng này sang bên đấy. À không, sao chép một tí. Sao chép dịch các hàng. Giờ để tìm hàng ở mấy cái này ấy, sẽ dùng VLOOKUP. Table đi đẹp nhá. Table array hàng nhóm xuống đây là mình tìm hàng đúng không, thì mình sẽ đem 1 còn index 1 không. Cái này
Không phải.